yoga, người nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng mà vấn đề chất giờ cô gái toàn phèo. Của em A em A bị khủng, của em B em chết tôi lùn, của em C em đòi sẽ khủng, của em D em kinh ngờ cứng. Của em nào cũng thế hỏi thăm, không thấy sớm tối toàn bị hỏi cung. Thế nên tôi FA không dám quen lung tung. Bao nhiêu năm trôi tình tình vẫn thế thôi. Yêu tôi sẵn sàng làm mọi cách lo đủ hòn ngày sau, nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu. Thank you.
những